Nghèo hèn đi thuê trọ. Vào tới con phố nghèo này mà nhà trọ nào cũng kín khách. Tiểu nhị, quán trọ còn phòng nào không? Công tử à, đến trường thi phải không? Vâng, cho tôi một phòng nghỉ qua đêm. Mai cho công tử đấy, quán trọ chúng tôi chỉ còn đúng một phòng duy nhất. Mai là ngày thi tuyển trạng nguyên, nên hôm nay sĩ tử khắp nơi đều đổ dồn vì kinh. Quán trọ nào cũng đông nườm nượp. Vậy thì may quá. Tiểu nhị đâu, dọn cho ta một phòng nghỉ qua đêm nào. Xin lỗi ngài, quán trọ của chúng tôi hết phòng rồi, chỉ còn phòng duy nhất. Công tử đây vừa hỏi thuê xong mất rồi. Cậu ta mới chỉ hỏi chứ đâu có đã thuê, phải không? Ông chủ quán trọ đâu, cho ta gặp ông ấy đi. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Quán trọ kiểu gì mà khách đến lại không thèm tiếp chứ? Có chuyện gì vậy? Xin quý khách hãy bình tĩnh, sao lại không tiếp chứ? Dạ bẩm ông, hai vị này đều muốn thuê phòng qua đêm, mà quán ta chỉ còn có một phòng trống. Vị công tử đây là người đến hỏi trước. Ra là vậy. Này ông chủ, tôi sẽ trả tiền phòng trong gấp đôi, thế nào? Vị này chắc cũng có thanh thế đây, trong quần áo sang trọng thế kia mà lại chịu trả tiền phòng gấp đôi, tội gì mà không để phòng cho ông ta chứ. Ông Tham, sao ông đến muộn vậy chứ? Này công tử, phòng ấy vị đây đã đặt trước rồi, công tử vui lòng đi tìm chỗ khác vậy nha. Có thể chứ. Ông chủ, sao lại có thể thế được? Rõ ràng tôi tới trước, có tiểu nhị đây làm chứng. Không trước sau gì hết, cậu có tiền trả gấp ba không? Tôi cho cậu thuê. Ông thật quá đáng. Quán của tôi thích cho ai thuê là quyền của tôi. Cậu có giỏi thì đi kiện đi. Tiểu nhị, mau tiễn khách. Một tháng sau. Ông ơi, hôm nay có đám rước tân trạng nguyên về vinh quy bái tổ. Thế có gì mà mày hớt hải thế? Dạ, nghe nói tân trạng nguyên được phân bổ cai quản thị trấn này. Mà vừa nãy còn nghe mấy vị lính nói tân trạng nguyên muốn ghé thăm quán trọ nhà ta ạ. Thật vậy sao? Sao lại ghé thăm quán trọ của ta nhỉ? Vậy mau chuẩn bị ngân tiếp đi. Dạ, tiểu nhân kính chào tân trạng nguyên. Chào ông chủ quán trọ Hải Đường, cho ta thuê một phòng trọ nghỉ qua đêm. Dạ, trạng nguyên có gì dạy bảo, xin cứ nói ạ. Ngài lại cứ đùa tiểu nhân. Ông hãy đứng lên, ta ghé qua đây không phải để thuê phòng, mà là để cảm ơn ông đây. Cảm ơn ư? Trời ơi, không phải ngài ạ. Đúng là người thanh niên cách đây một tháng. Tiểu nhân có mắt như mù, xin ngài đừng trách tội. Tiểu nhân tội đáng muôn chết, xin ngài lượng thứ. Chắc hẳn ông vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó ta bị ông đuổi ra khỏi quán trọ của ông, lại không tìm được nhà trọ nào khác. Ta đã phải lang thang suốt đêm ngoài chợ, còn rò trong giá rét, đã khiến ta càng thêm quyết tâm phải thi đậu trong cuộc thi ngày hôm sau. Vậy chẳng phải ta có được ngày hôm nay cũng có một phần công lao của ông đấy sao? Tiểu nhân biết tội của mình rồi, xin trạng nguyên đừng trách tội. Bây giờ thì tiểu nhân rất thấm thía, bởi hôm đó tiểu nhân cũng không thu được tiền trọ gấp đôi của người đó. Giờ thì tiểu nhân đã nhận ra là chớ nên coi thường những người ăn mặc giản dị nhưng chí hướng thanh cao, còn hơn những kẻ ăn mặc diêm vua đắt tiền mà đầu óc thiển cận, tính cách tầm thường, nói lời tiền hậu bất nhất. Ông hiểu được như vậy là tốt rồi. Ông hãy cùng tôi, cùng mọi người xây dựng cho thị trấn này ngày càng phồn thịnh với một vẻ đẹp thực sự của nó, ông thấy sao? Dạ, Trạng Nguyên quả là người anh minh sáng suốt cả. Bộ lông mượn. Chúc mừng sinh nhật nữ hoàng. Chúc nữ hoàng thêm tuổi mới lại càng khỏe mạnh, xinh đẹp, là chỗ dựa của loài chim trong rừng ngã. Hôm nay tất cả đều tề tựu đông đủ ở đây để chúc mừng sinh nhật ta vui lắm.
Cun Cút bị bệnh ư? Sao không thấy có mặt? Phải rồi, cô ấy vốn nhút nhát, có thể là không thích đến chốn đông người. Không đâu, rõ ràng hôm qua cô ấy nói với mình là sẽ tới mà. Nhưng sao giờ này mà Cút còn chưa đến nhỉ? Hôm nay là ngày quan trọng của nữ hoàng, cô ấy không đến tham dự, đúng là không biết phép tắc, không nể mặt nữ hoàng gì cả. Chim khách, ngươi thử tới nhà của Cun Cút tìm xem. Ta muốn biết tại sao cô ấy lại bỏ lỡ cuộc vui này. Ta thực lòng muốn mời tất cả mọi người tới dự sinh nhật của mình kia mà. Tuân lệnh nữ hoàng, tôi sẽ đi ngay đây ạ. Cun Cút ơi, cậu có nhà không thế? Cút ơi. Tớ đây. Chim khách à, sao cậu lại tới tận đây thế? Tớ rét quá. Trời ạ, thời tiết lạnh, cậu ăn mặc phong phanh thế này thì sao mà đủ ấm chứ? Thế này thì sao chịu nổi được qua mùa đông đây? Nào, mau cùng tớ đến bữa tiệc mừng sinh nhật của nữ hoàng. Tất cả đang chờ mỗi cậu để khai tiệc thôi đấy. Tới buổi tiệc ư? Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà tớ có chăm chỉ kiếm ăn quần quật quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Tớ chỉ có một chiếc áo này thôi, lấy đâu ra trang phục đẹp mà tới đó chứ? Rồi mọi người sẽ chê cười tớ cho mà xem. Cậu cứ tới đi, nữ hoàng đã chỉ đích danh tớ đi đón cậu tới đó đấy. Cậu muốn làm người không vui trong ngày sinh nhật này ư? Nhưng mà bộ áo nâu này tớ không đi đâu đâu, mất mặt lắm cậu à. Ôi trời ạ, tớ đã nói thế rồi, cậu còn không mau lên. Xấu đẹp gì thì cũng phải đi. Một khi Phượng Hoàng mà nổi giận thì tớ không biết những chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đâu nhé. Thưa nữ hoàng, tôi đã mang Cun Cút tới rồi đây ạ. Dạ, thưa nữ hoàng, Cun Cút tôi đã đến ạ. Kính mong nữ hoàng thứ lỗi vì tội chậm trễ này ạ. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, cậu ấy đúng là bị ép đi, nhìn không có vẻ vui tươi gì cả. Cậu ấy có đến thì cũng phải thay bộ đồ khác đi chứ nhỉ? Chẳng lẽ nghèo túng đến mức không còn món đồ nào khác ngoài bộ đồ nâu sòng sơ sát này ư? Mọi người đang bàn tán về mình kìa, đúng là vừa xấu hổ vừa lo sợ. Không biết mình có làm nữ hoàng nổi giận với bộ dạng này không nữa. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Hôm nay mỗi loài chim tề tựu đông đủ ở đây, hãy tặng cho Cun Cút một chiếc lông. Cô ấy khó khăn không đủ áo ấm, nên cần tất cả chung tay quyên góp một chút để may được bộ đồ mới. Các người có đồng ý không? Vâng ạ, chúng tôi đồng ý. Nữ hoàng của chúng ta thật là nhân từ độ lượng. Đa tạ nữ hoàng, đa tạ mọi người. Cun Cút tôi không biết lấy gì để báo đáp mọi người cả. Vẹt ơi, mình nhờ cậu kết những chiếc lông này thành một chiếc áo thật đẹp cho Cun Cút nhé. Được thôi, chúng mình rất sẵn lòng. Đẹp quá, đúng là một chiếc áo có một không hai trên đời này. Họ nhà Vẹt thật khéo tay, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Cun Cút, hãy ghi nhớ tấm lòng thơm thảo của tất cả các loài chim đã dành cho ngươi. Cun Cút tôi xin cảm ơn nữ hoàng, cảm ơn tấm lòng của tất cả. Xem kìa, chẳng phải là Cun Cút trong chiếc áo mới được chúng ta quyên góp để tặng trong buổi tiệc lần trước đó ư? Đúng là người đẹp dị lụa nhỉ. Cậu mà không nói thì tôi còn chẳng nhận ra ấy chứ. Tôi đã quên luôn hình hài quê mùa xấu xí của cậu ấy trước đây rồi. Này, cậu vừa nói gì thế hả Họa Mi? Cậu bảo ai xấu xí, cậu chê ai quê mùa cơ? Tớ cũng chỉ có ý khen cậu mà thôi. Thực sự cậu mặc chiếc áo này đẹp lắm Cun Cút ạ. Lại chẳng thế à? Bây giờ sao Phượng Hoàng
thì chỉ có tớ là người đẹp thứ hai trong vương quốc các loài chim này thôi. Này Họa Mi, Vẹt, các cậu nên cảm thấy may mắn vì giờ này tớ vẫn còn đang nói chuyện với hai người đấy nhé. Kìa Vẹt, cậu có nghe những gì mà khi nãy Cun Cút nói với chúng ta không? Cậu ta trở nên kênh kiệu, ngạo mạn từ khi nào thế? Cái gì mà chỉ xinh đẹp sau Phượng Hoàng? Tên của nữ hoàng để cậu ta tùy tiện gọi như vậy hay sao hả? Cậu nhìn đi, hai tay của tớ sơn sát ra cả, vì hôm trước phải hì hục kết ra chiếc áo đẹp ấy cho cậu ta đi. Vậy mà bây giờ cậu ta còn lớn tiếng lên mặt với tớ kìa. Đúng là đồ vô ơn. Tớ sẽ bay đến cái cây cao nhất ở đằng kia, gọi tất cả mọi người đến. Chúng ta cùng tới tìm Cun Cút để đòi lại lông. Không thể để cậu ta được thể kiêu căng như vậy nữa. Kìa, mọi người thấy mình xinh đẹp khác xưa, lại được nữ hoàng yêu quý, nên đến tận nhà tớ để lấy lòng đấy à. Bọn tớ chờ cậu đã nửa ngày hôm nay rồi đấy. Thì ra cậu lại đến mua vui và nịnh nọt nữ hoàng nữa ư? Đúng vậy, sau khi lột xác, nữ hoàng vô cùng yêu quý tớ. Các cậu cũng thấy rồi đây, bây giờ tớ đã lộng lẫy như thế này rồi, không thể ở mãi trong căn nhà lụp xụp thế được. Hay là các cậu hãy xây cho tớ một ngôi nhà mới đi, tớ sẽ nói tốt trước mặt nữ hoàng cho. Cun Cút à, tất cả mọi người đều vô cùng yêu quý cậu, nên mới góp mỗi người một chiếc lông để tớ làm ra một chiếc áo xinh đẹp dành tặng cậu. Vậy mà giờ cậu lại coi thường và khinh miệt chúng tớ. Ừ, thì sao? Cậu định làm gì đây? Thì sao à? Tớ làm ra được thì cũng phá hủy được nó. Bây giờ tớ sẽ gỡ chiếc áo ấy ra để trả lại từng chiếc lông cho mọi người. Đúng vậy, đòi lại đi. Cậu thật đáng ghét. Bọn tớ sẽ lấy lại lông về, xem cậu còn quên qua với ai. Ôi, dừng lại đi. Tôi sẽ đi mắt với nữ hoàng. Tất cả hùa vào định bắt nạt tôi đấy ư? Tôi sẽ không chịu thua đâu. Ôi, đau quá. Trả lông đây. Không, không, cứu, cứu. Ta không cho ngươi lông nữa. Đồ hợm hỉnh, đồ ngạo mạn, đồ đáng ghét. Không, hãy tha cho tôi. Dứt hết lông nó đi. Các loài chim tức giận đòi lông lại. Thế là Cun Cút chỉ còn lại tấm áo nâu sồng sơ xác y như cũ. Kể từ đó, Cút suốt ngày rụt rè nép mình trong bụi cỏ kêu cút cút, đi đâu cũng chỉ dám cúi mặt vì xấu hổ, trông rất thảm thương. Chúng ta cần trân trọng những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, hoạn nạn. Những kẻ vô ơn sẽ không bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp. Zimasum với công thức độc đáo từ thảo dược, an toàn, lành tính, giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Zimasum nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Sứ mệnh của những hạt cơm. Hoa Hoa, nhanh xuống ăn cơm nào. Con không ăn cơm đâu, con không thấy đói, với lại con chán cơm lắm rồi. Nếu con không ăn cơm thì chiều nay mẹ sẽ không cho con sang nhà của bạn Mai chơi đâu nhé. Con chọn đi. Nhưng mà tại sao chúng ta phải suốt ngày ăn cơm chứ? Thật là vô vị, con chán nó đến tận cổ rồi. Tại sao con không thể ăn những thức ăn khác được hả mẹ? Có rất nhiều món ngon ngoài kia mà. Con có biết ngoài kia có rất nhiều người không có cơm để ăn và khổ sở vì đói không? Con có nghĩ rằng nếu một ngày con không có cơm để ăn thì con sẽ thế nào chưa? Có nhiều món ngon khác thật, nhưng không có món nào có thể thay thế mãi cho cơm được đâu. Được rồi, con ăn cơm là được chứ gì. Mẹ ơi, con phụ mẹ lau bàn, thế nên chiều nay mẹ cho con đi chơi với bạn Mai, mẹ nhé. Được rồi. Ai đấy? Ai đang khóc đấy? Là tớ đây. Này hạt cơm, là cậu đang khóc phải không? Dạ. Cậu nói được tiếng người à? Mà tại sao cậu lại khóc thế? Là vì cậu đã làm rơi tớ ra khỏi bát, và cậu lại định vứt mình đi không thương tiếc. Tại sao cậu lại nỡ làm như vậy chứ? Tớ còn chưa hoàn thành được sứ mệnh của tớ mà. Điều đó bình thường mà.
Hôm nào ăn cơm mà tớ chẳng làm rơi vãi thức ăn, và chẳng có thức ăn hay hạt cơm nào lên tiếng phàn nàn về điều đó cả, ngoại trừ cậu. Cậu có biết, khi chúng tớ còn ở trên cánh đồng, chúng tớ đã luôn phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn và mong sẽ trở thành những hạt cơm có ích để hoàn thành sứ mệnh được giao hay không? Ngày tớ còn nhỏ, nhiều anh em của tớ đã không còn cơ hội vì bị chuột, chim ăn mất. Tớ đã phải cố gắng rất nhiều cho đến bây giờ. Chẳng lẽ tớ lại phải chịu thất bại sao? Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu gì cả. Sứ mệnh gì? Thất bại là sao? Có chim sẻ đến. Chim sẻ đến đấy. Cẩn thận. Ôi, chúng ta sẽ bị nó ăn mất thôi. Làm sao chúng ta có thể tránh được chứ? Cứu với, cứu với. Ôi không, anh chị ơi. Tôi phải chạy trốn thôi. Đáng sợ quá. Đây hạt lúa bé bỏng, sao con lại khóc? Anh chị em của con vừa bị lũ sẻ đáng ghét ăn mất rồi. Con sợ quá. Nỗi sợ chắc sẽ làm chúng con héo úa và hư hại mất thôi. Mục đích của chúng con đến với cuộc sống này là để làm gì kia chứ? Đừng sợ, hạt thóc bé bỏng của ta, các con sau này sẽ trở thành những hạt gạo, hạt cơm có ích và giúp con người. Vậy nên dù có khó khăn, nguy hiểm thế nào chăng nữa, các con vẫn phải thật kiên cường, phải phát triển thật tươi tốt để giúp ích cho đời. Và đó là sứ mệnh của các con. Các con xuất hiện trên thế gian này là để nuôi dưỡng những sự sống khác, nuôi sống con người. Có các con thì con người mới đủ sức khỏe để làm mọi việc. Như vậy cuộc sống và thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy sự xuất hiện của các con là rất có ích đấy. Hãy cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình nhé các con. Chúng ta là những hạt lúa có ích đấy. Thật tự hào, mình muốn trở thành một hạt cơm giúp con người no bụng. Chúng ta thật sự quan trọng với con người đó. Chúng ta chính là nguồn gốc của sự sống. Chúng ta phải cố gắng thôi. Chúc mọi người phát triển thật tươi tốt. Các bác nông dân đã ngủ say rồi. Đã đến giờ ăn của ta. Ôi giời, nhìn những hạt lúa mới béo ngậy làm sao. Trời ơi, một con chuột hung ác đang đến kìa. Chết rồi, chết mất thôi. Nó đến kìa, né ra mau. Lũ yêu ớt các người thì làm được gì ta? Cứ ngoan ngoãn mà vào bụng ta đi. Không, không thể như thế được. Đồ quái vật độc ác. Anh chị em ơi, chúng ta có hy vọng rồi. Hy vọng gì? Cứu với, chú đại bàng ơi, cứu chúng tôi với. Có một con chuột độc ác đang ở đây này, cứu với. Các cháu, hãy đợi ta. Cứu với, cứu chúng tôi với chú đại bàng ơi. Chết tôi. Gã chuột hung ác, dám tác hoài tác quái mùa màng. Thả ta ra, thả ra, gã đại bàng kìa. Chúng ta được cứu sống rồi. Hoan hô, hoan hô. Bão tới đấy, mọi người cố gắng lên nào. Chúng ta không thể ngã gục được. Lạnh, lạnh quá. Nhưng chúng ta phải cố gắng để trở thành những hạt cơm có ích. Ôi, chúng ta đã trưởng thành rồi. Vậy là mình sắp trở thành hạt gạo và hạt cơm trắng ngần rồi. Mình mong chờ ngày ấy quá đi mất. Tớ được thu hoạch rồi nè. Tớ sắp hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người trở thành những hạt cơm thật thơm ngon nha. Ôi không, chúng ta sẽ bị bỏ lại mất. Chúng ta sẽ bị vùi lấp hoặc bị bọn chim chuột nuốt chửng mất thôi. Mình muốn trở thành những hạt cơm có ích cơ. Làm ơn, hãy hốt chúng tôi lên và bỏ lại vào bao.
Chúng tôi muốn được gặp con người trên bàn ăn, chứ không phải nằm lại đây trên cánh đồng này. Còn sót nhiều gạo quá này anh, kỹ hơn chút nữa nha. Gạo này quý lắm đấy anh ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ. Cậu thấy không, chúng tớ đã phải trải qua cả một hành trình dài với những khó khăn và nguy hiểm. Điều khiến chúng tớ vui mừng nhất là được trở thành những hạt cơm có ích giúp đỡ loài người. Vậy mà đến lúc được nằm trên bàn ăn rồi, tớ lại bị cậu làm rơi xuống bàn và trở thành một hạt cơm thừa, sắp bị ném đi. Tớ xin lỗi, nhưng mà... Tớ thật bất hạnh, tớ không muốn sau bao cố gắng thì lại bị trở thành rác đâu. Cậu sẽ nhẫn tâm hất bỏ tớ vào thùng rác kia sao? Tớ xin lỗi, tớ đã biết cậu đã vất vả như thế nào. Mẹ tớ cũng hay nói rằng không được lãng phí đồ ăn, vì ở ngoài kia có rất nhiều người đang lâm vào cảnh thiếu thốn thức ăn. Nhưng tớ đã làm lơ và không nghe lời mẹ. Cảm ơn vì cậu đã cho tớ nhận ra được nhiều điều. Tớ sẽ giúp cậu thành hạt cơm có ích. Mọi người ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành sứ mệnh, trở thành hạt cơm có ích rồi. Cảm ơn cậu, Hoa Hoa. Mình rất vui vì đã gặp cậu. Con đang làm gì đó? À, con chỉ đang giúp một hạt cơm bé bỏng làm điều có ích thôi ạ. Mẹ ơi, sau này con hứa con sẽ nghe lời mẹ, không mè nheo và lãng phí thức ăn nữa đâu ạ. Ồ, con của mẹ đã nhận ra điều đó rồi sao? Ai đã khiến con thay đổi nhanh chóng như vậy? Là một hạt cơm bé nhỏ đã nói con nghe sứ mệnh của bạn ấy đấy mẹ. Mẹ có tin không? Mẹ tin chứ. Giọt nước mắt cảm ơn. Đã 5 giờ 15 rồi sao? Đã quá giờ giao xe rồi. Tạm thời không đón khách. Bác Tài ơi, cháu, cháu muốn ngồi xe của bác. Bác có thể cho cháu được ngồi không ạ? Xin lỗi cháu bé, bác chỉ dừng xe ở đây một chút thôi. Cháu chỉ đi tạm một trạm thôi mà. Cháu cảm ơn bác. Bác Tài. Thôi được rồi, bác cho cháu xuống đây được rồi, vì cháu chỉ có đúng 3 đô thôi à. Cứ để bác đưa cháu nốt trạm nha. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm, bác Tài. Tạm biệt cháu. Kia chẳng phải cô bé mọi khi đó sao? Chào cô bé, sao bao nhiêu chiếc xe giống nhau, cháu biết là bác. Đó là bí mật nhỏ của cháu. Hôm nay bác cho cháu đi một trạm tiếp nha bác. Được rồi, lên xe đi cháu. Cứ như vậy, hằng ngày bác Tom Danielson đều đến đón cô bé trước cổng trường. Chuyến xe 3 đô đi một trạm trở thành thói quen không thể thiếu của hai bác cháu. 2 năm sau. Bác Tài ơi, cảm ơn bác thời gian qua đã cho cháu đi nhờ nha. Cháu đã thi đậu vào trường cấp 3 Mesa của bang. Thời gian tới cháu sẽ ít về nhà hơn đó. Chà, vậy thì hôm nay ta sẽ đưa con về tận nhà luôn. Nhưng mà cháu không có đủ tiền. Lần này thì miễn phí. Đến ngã ba phía trước, bác có thể cho cháu xuống được rồi bác ơi. Được rồi cô bé. Dạ, con cảm ơn bác. Bác Tài. Khoan đã cô bé. Bác có một món quà nhỏ tặng con. Cháu sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận ạ. Ôi trời ơi, mình quên không hỏi tên của con bé mất rồi. 10 năm sau. Xin chào thính giả đang nghe chương trình Nhắn Gửi Yêu Thương. Có một lời nhắn gửi của một cô gái gửi tới bác tài xế 10 năm trước lái xe của công ty Victory Luca. Số xe là BX2409. Nếu bác nghe được lời nhắn, bác hãy liên hệ cho cháu theo số điện thoại 064-354-789. Hả? Ôi trời ơi, ai vậy? Alo,
là bác đúng không hả bác Tài? Cô là... Bác quên cháu rồi hả? Cô bé vẫn luôn nói câu cảm ơn bác Tài đó. Là cháu sao cô bé? Dạ vâng, cháu muốn hẹn gặp bác ở quán cà phê Loza được không bác? Được, ta sẽ ra đó ngay. Bác Thơm à, là cháu đây. Bác Tài, trong lòng cháu luôn biết ơn bác. Cháu dạo này thế nào rồi? Dạ, hiện tại cháu đã có một công việc ổn định. Trông bác cũng già đi nhiều rồi. Bây giờ bác vẫn chạy xe taxi chứ bác? Ta vẫn chạy taxi. Ta muốn hỏi cháu, năm đó sao bao nhiêu chiếc xe đậu gần đó mà cháu vẫn nhận ra chiếc xe ta lái mà chờ? Dạ, thực ra chiếc xe đó ba cháu cũng đã từng lái nó đó bác. Bà cháu cũng lái xe taxi cùng hãng của ta sao? Hôm nay sao ba đón con đúng giờ thế hả? Giờ thì ba con ta về nhà thôi. Lần đó là lần cả nhà cháu cùng nhau về thăm ông bà ở bang khác. Vì để mang được nhiều đồ, ba của cháu mượn xe bánh mì của người bạn. Liệu chúng ta có về được đến nhà ông bà không ba? Bà hứa sẽ đưa con đến nhà trước lúc ông bà làm món bánh cookie thơm lừng. Cháu may mắn thoát qua khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng lại bị thương nặng ở chân. Sao dạo này bọn tớ không thấy ba của cậu đến đón cậu nữa vậy? À, mà xe ba tớ đến kia rồi, tạm biệt nha. Chiếc xe taxi mà bác đang lái cứ in mãi trong óc của cháu. Tấm huy chương bác tặng cho cháu, cháu luôn mang theo bên mình. Chúc cuộc sống của con cũng như tấm huy chương này. Tấm huy chương ấy là của con gái bác được thưởng trong kỳ thi Olympic. Con chào ba, ba chờ con có lâu không ạ? Con có món quà tặng cho ba nè. Thật sao? Đây chẳng phải là huy chương vàng Olympic ư? Con tặng cho ba. Cảm ơn con gái. Bác sĩ, con gái tôi... Cô bé đã ung thư não giai đoạn cuối. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Cầu xin Chúa, hãy cứu lấy con gái con. Ngày đó, bác luôn đưa con bé đến trường và chờ nó tan học chỉ để nghe những tiếng thân thương. Cảm ơn ba. Tạm biệt ba. Tạm biệt bác Tài, ơn này của bác cháu sẽ ghi nhớ suốt đời. Con hãy cho ta biết tên của con. Dạ, cháu tên là Linda Sandel. Linda Sandel, phó tổng giám đốc trẻ nhất của công ty đa quốc gia, niềm kiêu hãnh của thành phố San Houston. Hả? Trời ơi, đúng là con bé năm xưa. Bây giờ cũng đã là doanh nhân trẻ thành đạt rồi. Ôi trời ơi, đây... Bác Tài, đây là lợi tức của yêu thương. Số tiền này là lòng biết ơn của cháu dành cho bác suốt hơn 10 năm qua. Cái vốn vô giá của ân tình này thì vĩnh viễn ở trong lòng cháu. Cảm ơn bác rất nhiều, bác Tài. Hàng rào thép gai và hai người lính. Thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Được, kế hoạch tác chiến sẽ được gửi tới tổng bộ sớm nhất. Tôi chắc chắn lần phản công này của chúng ta sẽ đạt được thắng lợi thôi. Daniel, trong đêm nay hãy điều động toàn bộ binh sĩ dàn trận tại cánh đồng phía tây. Chúng ta cần có phương án chuẩn bị tốt nhất cho đợt phản công quy mô lớn lần này. Cậu hãy thay tôi giám sát toàn bộ tình hình, đảm bảo không được để xảy ra sai sót gì. Đồng thời hãy khảo sát địa hình để tôi và cậu hoàn thiện kế hoạch tác chiến lần cuối cùng khi tổng bộ duyệt. Vâng, thưa tổng tư lệnh. Theo kế hoạch thì ngày nào chúng ta sẽ phản công? Tôi cần biết chính xác để tính toán các công tác chuẩn bị cho chu toàn. Thực sự đây là một đợt phản công lớn và gần như chúng ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng ra quân, nên tôi cũng khá lo lắng, thưa tổng tư lệnh.
Tôi hiểu những lo lắng của cậu, nhưng không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có cách chiến đấu. Về thời gian đợt phản công, tôi sẽ báo cho cậu. Sẽ sớm thôi. Cậu hãy lo chu toàn việc đào hầm ngầm, các hào chiến, xây dựng hệ thống rào thép gai thật vững chắc và vũ khí đặc biệt cho tôi. Lần này chỉ có thể giành chiến thắng, nếu không muốn có những phiền hà khác, thậm chí là sẽ đánh đổi bằng cả sinh mệnh của mình và đồng đội của mình. Rõ, thưa Tổng Tư lệnh, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xin ngài hãy nghỉ sớm đi ạ. Ngài đã thức trắng rất nhiều đêm rồi. Đúng theo kế hoạch, binh sĩ Đức sẽ dàn trận trên cánh đồng phía Tây. Tất cả binh lính đều tất bật chuẩn bị cho trận chiến sống còn phía trước. Nơi đây là một trận địa bằng phẳng, nên cả hai bên sẽ tấn công trực diện. Quân đội Mỹ chắc chắn sẽ được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Bằng mọi giá, chúng ta phải cố gắng giành được thắng lợi trong tay để thay đổi lại cục diện chiến trường chính. Cho nên kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh phải được áp dụng. Các khẩu pháo và thuốc súng đã được chi viện để đảm bảo đủ dùng cho số binh lính. Hy vọng chúng ta sẽ giành được thắng lợi chỉ trong vài ngày thôi. Tôi có niềm tin là chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay. Đây sẽ là trận chiến huy hoàng của lịch sử quân đội Đức. Anh có nghĩ thế không, Daniel? Nhưng chắc chắn trận chiến này thương vong của cả hai bên sẽ là rất lớn. Kể cả chúng ta có giành chiến thắng, nhìn những binh lính của mình ngã xuống, dù đã trải qua rất nhiều trận chiến rồi mà tôi vẫn thấy đau xót và ám ảnh. Chiến tranh đã cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ rồi. Đó là điều tất yếu của chiến tranh. Cậu không được yếu đuối thế, Daniel. Trước giờ ra trận phải giữ cho mình một tinh thần thép. Thắng lợi phải được đổi bằng mồ hôi và sinh mạng. Tổng bộ đã ra chỉ thị cuối cùng về kế hoạch tác chiến lần này. Anh hãy quán triệt tinh thần này với toàn bộ các binh sĩ cho tôi. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, bằng mọi giá phải giành được chiến thắng, nghe rõ chưa? Vâng, thưa Tổng Tư lệnh, tôi đã rõ nhiệm vụ của mình. Đêm nay, toàn đội chú ý ngủ nghỉ. Tổng bộ đã ra quyết định, ngày mai là ngày đầu tiên của cuộc phản công. Sắp tới sẽ là một giai đoạn gian nan, mong mọi người giữ vững tinh thần. Không cần đâu, mọi người ăn tiếp đi, không cần giữ lễ lúc này đâu. Rõ thưa chỉ huy. Ngày mai cũng là ngày đầu tiên thế ra trận, thật là căng thẳng quá đi. Nhỡ đâu lần ra trận đầu tiên này cũng là lần ra trận cuối cùng của tớ thì sao, Peter? Ôi trời ơi, cậu đừng có nói gỡ thế chứ Alex. Chúng ta chẳng còn cách nào là tiến lên phía trước và không được run sợ trước kẻ thù. Cậu hãy nhớ rằng đối mặt với kẻ thù chỉ còn cách là bắt họ chết thì mình mới giành được cơ hội sống sót. Nếu cậu cứ bi lụy và yếu đuối thế này thì họ sẽ nhắm thẳng cậu mà bắn. Chiến tranh sống chết chỉ cách nhau gang tấc mà thôi. Tớ thật nhớ mẹ mình. Lần này tớ chỉ mong chiến tranh sắp qua đi để được về với mẹ thôi. Cậu biết không, đêm nào tớ cũng mơ thấy hồi còn chưa vào quân ngũ, tớ với mẹ sống ở miền quê rất yên bình, chẳng có tiếng súng nổ, chẳng có bom rơi đạn lạc, cuộc sống bình dị qua ngày. Lớn già đầu rồi mà còn làm nũng với mẹ à? Chuẩn bị tìm bạn gái đi cho mẹ còn có con dâu nữa. Không đâu, con chỉ muốn được ở mãi với mẹ như này mà thôi. Mai sau khi nào giải ngũ, con sẽ chỉ về trồng táo với mẹ thôi. Táo ở quê mình ngọt nhất vùng, chả mấy mà con trở thành người nông dân giàu có đâu mẹ ạ. Mẹ chẳng mong giàu có gì, chỉ mong con được bình an sớm trở về nhà. Thôi ngủ sớm đi. Điều đầu tiên cậu cần phải làm là cần tỉnh táo trước trận chiến. Aletta, nếu chúng ta không tập trung, ngày mai sẽ phải trả giá đắt đó. Tất cả nằm xuống. Chút vào hầm ngầm, nhanh. Sao lại giao nhiệm vụ trinh sát tình hình phòng ngự của đối phương cho bọn mình chứ? Toàn lính mới thế này kinh nghiệm chả có, thật quá nguy hiểm. Cậu sang trái nha, tớ sang phải. Sau một giờ nữa nhớ gặp nhau ở đây nha. Đồng ý, cậu là người mới phải hết sức cẩn thận đấy. Tối quá rồi, trời thì ngày càng lạnh, cả người mình lại bị ướt gần hết. Cố gắng chút nữa, nếu không thì mình sẽ bị phát hiện mất. Lên phía trước một đoạn nữa xem họ bày binh bố trận thế nào. Chết rồi, hình như mình đi nhầm đường rồi. Cái gì thế này?
Đau quá, nó cào xước hết chân của mình rồi. Mình không còn nhiều thời gian nữa, phải mau chóng thoát khỏi đây. Nếu giờ mà địch bắt được mình thì mình chỉ còn nước bỏ mạng ở đây thôi. Còn Peter nữa, nếu cậu ấy không đợi được mình, lại nấn ná rồi bị bắt thì liên lụy cậu ấy mất. Chết tiệt, cái hàng rào thép gai khốn kiếp này, nó quấn vào hết các sợi chỉ, đâm vào da thịt mình đau nhói. Trời thì lạnh thế này nữa, làm thế nào để thoát khỏi đây đi? Trời ơi, mình chết mất thôi. Ôi, đau quá đi mất. Alex, cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy đi trinh sát với cậu cơ mà. Chúng em đã hẹn ở điểm gặp mặt, mà em chờ mãi không thấy đâu, sợ bị lộ nên em đành phải về trước. Trời sắp sáng rồi, nếu cậu ấy không trở về ngay, cậu ấy sẽ trở thành tù binh hoặc bị bắn chết ngay trước chiến hào của họ mất thôi. Mau đi tìm cậu ấy về ngay, lính mới như cậu ấy sẽ rất thiếu kinh nghiệm xử lý. Trời ơi, mình cần phải thoát ra khỏi đây ngay lúc này. Mẹ ơi, cứu con với, con không thể chết lúc này được. Ai? Trình thám của quân Đức Ư, giơ tay lên. Anh làm gì ở đây? Thật táo tợn, dám đột nhập vào đây, không muốn sống nữa hay sao? Chết tiệt, không thoát được khỏi đây thì hắn sẽ bắn trúng mình mất. Là một bức hình ư? Anh cứ việc bắn chết tôi đi, tôi nhất quyết không khai được gì đâu. Anh nằm yên, nếu không muốn bị thương nặng, tôi sẽ giúp anh. Cả người anh máu chảy đầm đìa rồi kìa. Ôi, đau quá. Có lẽ trời tối nên cậu đã đi lạc vào khu rải nhiều dây thép gai nhất rồi. May phước cho cậu, quanh đây cũng toàn mìn chôn thôi đấy. Chỉ cần cậu lạc vào một quả là banh xác ngay thôi. Nhìn kìa, Alex, là Alex, đúng là cậu ấy rồi. Tất cả giơ tay lên, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Nè, cậu đi đi, đừng vì tôi mà bị liên lụy. Tôi bị mất mạng đã đành, cậu mà bị bắn ở đây thì gia đình cậu sẽ thế nào đây? Cậu yên tâm đi, nếu cậu còn cử động, tôi sẽ không thể giúp cậu thoát khỏi đây đâu. Nếu cùng bị bắn, cùng lắm chúng ta chết tại đây, tôi không sợ đâu. Tốt rồi, cậu vẫn gắng gượng được chứ. Tôi sẽ đưa cậu về với đồng đội đi nào. Cậu bị thương khá nặng đấy, về đến nơi nếu có cơ hội thì chữa trị ngay nha. Anh định đưa tôi sang bên trận tuyến của quân đội Đức ư? Thật quá nguy hiểm, anh không sợ anh sẽ... Nếu tôi sợ đã chẳng giúp anh rồi. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi nhanh thôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh hôm nay, tôi sớm đã mất mạng rồi. Lần sau cậu nhớ cẩn thận, mẹ cậu đang nóng ruột chờ cậu ở nhà. Đừng lặp lại sai lầm này, chắc sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Vì chúng ta ở hai bên chiến tuyến, chiến tranh thì không có bạn bè đối nghịch nhau. Anh bạn à, cảm ơn anh đã cứu lấy đồng đội của chúng tôi. Anh đã không mạng nguy hiểm mà cứu giúp người bạn này, chúng tôi mang ơn anh. Nếu không có tiếng súng thì tôi với mọi người cũng có thể trở thành bạn bè. Chúng tôi cũng không muốn có chiến tranh đâu, nhưng tình thế bắt buộc thì chúng ta phải cầm súng. Để bảo vệ mạng sống của mình, của gia đình mình, chúng ta phải đối địch với nhau. Đây là huân chương anh hùng chiến đấu của quân đội tôi. Ngày hôm nay chúng tôi gọi anh là một người anh hùng. Một lần nữa cảm ơn anh. Hãy đảm bảo để cho người anh hùng của chúng ta trở về an toàn. Không được binh sĩ nào được phép nổ súng, nếu không sẽ bị xử lý theo luật nhà binh. Cảm ơn anh, người bạn bên đầu chiến tuyến. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của anh đâu. Sau cuộc gặp mặt đặc biệt của những người lính ngày hôm ấy, trận chiến của quân đội Mỹ và Đức vẫn tiếp diễn trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim của mỗi người lính vẫn hiểu rằng, ngay trên chiến trường đầy tang tóc và đau thương vẫn luôn còn tồn tại tình người, tình đồng đội. Tình người vốn có sức truyền cảm rất lớn, nó giúp cho những người vốn là kẻ thù có thể trở thành bạn bè. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!